chúng tôi đã khép lại. Xin một lần nữa kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và hẹn gặp lại. Truyền thống 72 ngày đêm Quảng Trị, phường Huy Động. Và
Bà Hoàng Thị Liên, ủy viên thường trực chi hội, ủy viên thường trực của ban liên lạc và chi hội trưởng của ban liên lạc Tây Nguyên của Hoàng Văn Cảm. Ông Lê Văn Kỷ, chi hội ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên của Hoàng Văn Cảm. Ông Nguyễn Văn Tầm, chi hội trưởng chi hội ban liên lạc phường Kiến Cát. Thay mặt cho các khu dân cư của phường Minh Đông, có các đồng chí là bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, chi hội trưởng hội cựu chiến binh khu Hòa Phong, khu Minh Bột, khu Đông Đậu, khu Minh Tân và khu Hoàng Hải, khu Thành Công, khu Đoàn Kết tới dự đầy đủ và có quà đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Cùng toàn thể các đồng chí, đồng đội và các khu nhân ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên phường Minh Đông đã đến dự đầy đủ. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Thảo, chi hội trưởng ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên của phường Minh Đông lên báo cáo truyền thống của binh đoàn Tây Nguyên, báo cáo hoạt động của chi hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Để động viên nhau chấp hành tốt hiến pháp, pháp luật nhà nước, các quy định của xã phường, khu dân cư, hôn lớp cộng đồng, thăm hỏi động viên nhau khi ốm đau, khi gặp tay tai nạn, tổ chức mừng thọ cho các hội viên, chúc mừng các gia đình có công việc cưới hỏi, thăm hỏi động viên khi hội viên ốm đau, khi nằm viện hoặc có những trường hợp đặc biệt, tổ chức viếng bố mẹ hai bên và các đồng đội không may qua đời, tư vấn giúp đỡ các đồng chí hoạt động kháng chiến trong khu vực Tây Nguyên bị nhiễm chất độc hóa học, đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách ưu đãi của nhà nước. Chi hội phường Minh Đông cùng cả các đồng chí có thời gian tại chiến trường Tây Nguyên có lòng nhiệt tình tâm huyết đồng đội, tụ họp hoạt động từ năm 1990 với nội dung xây dựng quỹ thăm hỏi thực hiện nghĩa vụ đồng chí đồng đội. Lúc đầu có 12 đồng chí tham gia. Đến ngày 26/3/1993, ban liên lạc bạn chiến đấu binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ được thành lập. Đến nay ban liên lạc gồm có 17 chi hội lấy cấp huyện, thành thị ở tỉnh Phú Thọ để hoạt động với tổng số hơn 800 hội viên. Hiện nay Trung tướng Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, nguyên chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc phòng Quốc hội, trưởng ban Minh Đông là chi hội trực thuộc ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày thành lập binh đoàn Tây Nguyên quân đoàn 3, 26/3/1975, 26/3/2021, 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 30/4/1975, 30/4/2021, 28 năm ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ, 26/3/1993, 26/3/2021, chi hội phường Minh Đông đi vào hoạt động đến nay đã là 31 năm. Hoạt động đầy tình nghĩa, đoàn kết, gắn bó theo quy ước và quy định của tập thể chi hội đã thông qua để cùng nhau thực hiện. Kính thưa hội nghị, vừa qua Tân Đức sát nhập về phường Minh Đông chia làm hai khu, khu Đoàn Kết và khu Thành Công. Trong đó có 4 đồng chí Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Duy Lai, Nguyễn Xuân Tranh và Đỗ Khắc Môn nay đã cùng chuyển về sinh hoạt tại phường Minh Đông. Hiện nay chi hội tổng có số có 31 đồng chí được chia làm 4 tổ để duy trì hoạt động. Trong đó 16 đồng chí là thương binh chất độc da cam, 1 đồng chí thương binh nặng cùng cả hai chân.
7 đồng chí trên 80 tuổi, 15 đồng chí từ tuổi 70 đến 80, còn lại phần đa số hội viên tuổi đã trên 65, gần 70. Hội đã thăm hỏi hội viên và hội viên ốm đau được 60 lần. Riêng năm 2020, do dịch Covid, chi hội không gặp mặt tập trung vì giãn cách xã hội, nhưng cán bộ hội nhân dịp Tết Nguyên Đán đã đến mừng thọ cho 4 cụ, thăm được 12 lượt ốm đau, đã tổ chức truy điệu và phụng viếng 4 hội viên qua đời, tổ chức viếng bố mẹ và vợ hội viên được 12 cụ theo quyết định. Tuy các hội viên chúng ta qua đời, nhưng các bà vợ vẫn xin được tham gia cùng sinh hoạt với các với chi hội, cũng đã đồng ý nhất trí để các bà là hội viên vinh dự cùng hoạt động với các đồng chí của chồng mình. Đồng thời các bà tham gia hoạt động rất tích cực, hàng năm chi hội đều tổ chức gặp mặt để ôn lại truyền thống của binh đoàn Tây Nguyên quân đoàn 3, báo cáo hoạt động chi hội trong năm, tài chính công khai, đánh giá kết quả năm cũ, rút kinh nghiệm đề ra phương hướng năm tới. Các đồng chí tham gia đều đầy đủ quân số và nhiệt tình đóng góp ý kiến để năm sau tốt hơn năm trước. Và đặc biệt hơn là các bà phu nhân đều có mặt theo chồng đến dự và tài trợ cho các cấp gặp mặt thân mật. Chi hội thường xuyên giao lưu với các chi hội bạn và các ban liên lạc thăm chiến trường xưa cùng với ban liên lạc Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ và sư đoàn 320. Phương hướng những năm tiếp theo, chi hội luôn luôn đoàn kết và tiếp tục củng cố công tác tổ chức, đưa các đồng chí là tổ trưởng, tổ phó, chi hội trưởng, chi hội phó nhiệt tình tham gia củng cố các cuộc hoạt động, đi vào nền nếp, gặp gỡ động viên, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, cùng nhau làm tốt công tác của người cựu chiến binh, chọn nghĩa, non sông, thắm tình đồng đội, phẩm chất đạo đức người lính binh đoàn Tây Nguyên, cùng động viên gia đình con cháu luôn luôn học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng và đường lối chủ trương chính sách của Đảng, hiến pháp pháp luật nhà nước, luôn là cây cao bóng cả, động viên con cháu chấp hành tốt pháp luật, quy định của địa phương, hỗ trợ cộng đồng, xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa, tích cực lao động sản xuất, góp phần xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, cựu chiến binh, công an phường, các đồng chí thường trực ban chấp hành ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ, các đồng chí bí thư trưởng khu, các ban ngành đoàn thể của các khu dân cư, các chi hội bạn, các công ty đã quan tâm và điều kiện giúp đỡ về mọi mặt cho chi hội hoạt động trong suốt 31 năm qua. Cảm ơn sâu sắc đến khu Hòa Phong tạo điều kiện và vật chất cho hội nghị hôm nay tại nhà văn hóa của Hòa Phong. Cảm ơn đến phóng viên binh đoàn Tây Nguyên đã đến sớm để ghi hình và đưa tin và đội văn nghệ ngày hôm nay. Cảm ơn đến toàn thể các đồng chí và phu nhân đều có mặt đông đủ, và đồng thời cũng xin chân thành cảm ơn đến 4 gia đình ông bà đã tài trợ cho lực lượng gặp mặt tại nhà hàng Trung Chiến trưa nay. Xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các đồng chí và phu nhân cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Khoa, trưởng ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ lên phát biểu và tặng quà. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, thay mặt cho lãnh đạo của phường Minh Đông, kính thưa các đồng chí trong chi hội ban chiến đấu
binh đoàn Tây Nguyên của phường Bình Đông, thưa toàn thể các đồng chí. Tôi rất là vui mừng khi được tiếp tục dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 46 năm ngày truyền thống của quân đoàn và 46 năm ngày giải phóng miền Nam hoàn toàn thống nhất đất nước. Nhân dịp này xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo phường, các đồng chí cựu chiến binh của mặt trận Tây Nguyên, các đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa toàn thể các đồng chí, hàng năm chúng ta có những cuộc gặp mặt truyền thống của các đơn vị, của các ban liên lạc, trong đó có ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên và thành phố Việt Trì, các cái hoạt động của ban liên lạc các phường, nhưng mà ở cấp thành phố thì không có. Thì chúng ta biết rằng là cái lịch sử mà hình thành cái ban liên lạc của binh đoàn Tây Nguyên năm 93 thì chúng ta chỉ tổ chức ở cấp thành phố, và đến các chi hội là cấp phường, và sau này là chúng ta mở rộng ra cấp tỉnh, cho nên là thành phố vẫn giữ nguyên các ban liên lạc của cấp phường và trực thuộc ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên, còn các huyện thành thị khác thì là cấp huyện. Nó có cái nguyên nhân ngay bà xã tôi bà hỏi là anh hôm nay đi dự tận giúp phường không phải phường nó trực tiếp với ban liên lạc binh đoàn, nó có cái lịch sử, cho nên là cái hoạt động của chúng ta trong nhiều năm nay tôi thấy rằng là ban liên lạc của chi hội cựu chiến binh bản chiến đấu binh đoàn Tây Nguyên của phường Minh Đông ấy, là một cái chi hội có thể nó hoạt động rất là tích cực, hiệu quả, thiết thực với cái tinh thần là truyền thống đoàn kết và nghĩa tình. Tôi thấy là qua cái báo cáo của đồng chí Thảo chi hội trưởng, tôi thấy rằng đây cũng là một cái đơn vị, một cái chi hội hoạt động có thể nói là rất điển hình trong khu vực thành phố Việt Trì. Còn nhân cái buổi gặp mặt truyền thống hàng năm của chúng ta, hôm nay các đồng chí tổ chức kết hợp giữa cả 46 năm ngày thành lập quân đoàn 26 tháng 3 và ngày 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, thì tôi cho đấy cũng là một cái hoạt động rất là sáng tạo trong cái thời mà chúng ta cái dịch Covid phát triển, cái dịch 26 tháng 3 đấy, là cái dịch đó là chúng ta không được tổ chức do giãn cách xã hội. Và năm ngoái thì ban liên lạc binh đoàn cũng định tổ chức kỷ niệm 45 năm giải phóng Tây Nguyên và 45 năm thành lập quân đoàn, nhưng mà cũng không thực hiện được do cái đại dịch Covid mà nó cho nên chúng ta không thực hiện được cái ý định đó, và đến 26 tháng 3 vừa rồi thì cũng không làm được. Nhưng mà các đồng chí làm trong cái dịp này là tôi thấy đây cũng là một cái hoạt động rất là tốt và rất là sáng tạo. Và về truyền thống thì đồng chí Thảo cũng đã nêu lên tóm tắt quá trình hình thành mặt trận Tây Nguyên và quân đoàn 3 và những năm trưởng thành sau 46 năm ngày thành lập quân đoàn cho đến nay. Nhưng mà chúng ta những cái lần gặp mặt này đấy, chúng ta để có thể sống lại những cái năm tháng mà chúng ta sống chiến đấu ở mặt trận Tây Nguyên ở quân đoàn 3, và chúng ta cũng có quyền tự hào là chúng ta là những người lính của mặt trận Tây Nguyên quân đoàn 3 năm xưa. Mỗi một đơn vị thì nó đều có một cái truyền thống khác nhau, có cái niềm tự hào khác nhau, nhưng mà người lính quân đoàn 3 thì tôi cho rằng là một trong những cái mặt trận và một trong những cái nơi mà những người lính quân đoàn để lại dấu ấn và tình nghĩa có thể nói là lâu dài nhất. Chúng ta biết là trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thì chỉ có ban liên lạc của
binh đoàn Tây Nguyên thôi, chứ không có ban liên lạc của quân đoàn 1, cũng không có ban liên lạc quân đoàn 2. Quân đoàn 4 thì càng không, là quân đoàn 4 ở phía Tây Nam. Đây chỉ có quân đoàn 3 thôi. Ở đây tôi muốn nói là cái ý nghĩa của cái mặt trận Tây Nguyên ấy, là nó để lại cho chúng ta những cái tình nghĩa và những cái tình cảm sâu sắc của người lính, những người còn sống và những người đã hy sinh, đã để lại cho chúng ta những cái niềm tự hào, cái niềm vinh dự, nhưng mà rất là nghĩa tình trong một cái chiến trường rất là gian khổ, khốc liệt và không quyết định. Và chúng ta ai cũng biết rằng là người Pháp ấy, là khi mà vào Đông Dương ấy, các cái tướng Pháp ở Đông Dương cũng đã nói là ai mà làm chủ được cao nguyên Trung Vật thì người đó làm chủ được Đông Dương. Cho nên là từ cái ý nghĩa đó mà quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã điều động những cái đơn vị mà có thể nói là có những cái truyền thống rất là hào hùng trong các cuộc kháng chiến trước đó để vào chiến trường Tây Nguyên. Như sư đoàn 30 là những sư đoàn thành lập giai đoạn đầu của quân đội ta. Thế sư đoàn 10 thì thành lập 20 tháng 9 năm 1972 sau khi đánh Tô Văn Cảnh. Thế nhưng mà những cái trung đoàn mà thành lập lên cái sư đoàn 10 thì hầu hết là thành lập năm 46, tức là trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Thế và sau đó là chúng ta có sư đoàn 316 cũng là sư đoàn những cái sư đoàn như là đầu cái giai đoạn đầu của quân đội ta khi thành lập các đại đoàn. Thế và các cái trung đoàn trực thuộc như là trung đoàn 25, trung đoàn 95, 320 là những cái trung đoàn cũng có bề dày truyền thống hoạt động trên chiến trường Tây Nguyên. Và thực tế mặt trận Tây Nguyên, quân đoàn 3 chúng ta đã làm chủ được Tây Nguyên và tạo ra một bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam. Nếu không có cái chiến dịch Tây Nguyên thì chúng ta khẳng định là nếu đánh theo kế hoạch thì năm 76 chúng ta mới hoàn thành. Nếu chúng ta hoàn thành kế hoạch, nhưng mà khi mà chúng ta đánh bại, tức là khi mà chúng ta chiến thắng ở quân Minh Thuận, thế rồi là đánh bại lực lượng phản kích của địch xuống Bồ Đồ, Phước An, và chúng ta là tiêu diệt địch và treo gieo cũ bộ của sư đoàn 30, và chúng ta đập tan cái cánh cửa thép của địch ở đèo Phong Hoàng do sư đoàn 10 đánh, và chúng ta kết thúc chiến dịch Tây Nguyên tại sau khi giải phóng thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. Và cái chiến dịch Tây Nguyên kết thúc ấy, làm cho chúng ta cái cục diện của chiến trường miền Nam và cái quyết định của chính trị để giải phóng miền Nam và chính từ cái thắng lợi của chúng ta trên chiến trường Tây Nguyên. Cho nên là những người lính Tây Nguyên ấy, là có thể nói là rất tự hào, về những cái chiến công của quân đoàn, và trong đó có cái mồ hôi công sức và xương máu của mình góp phần vào cái cuộc chiến thắng đó. Và khi mà giải phóng miền Nam ấy, thì chúng ta biết rằng là quân đoàn 3 là trên hướng Tây Bắc, và lúc đó là có 5 cái mục tiêu chiến lược trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Thì quân đoàn 3 đảm nhiệm 2 mục tiêu: sân bay Tân Nhất và bộ tham mưu. Nhưng mà chúng ta biết là trong diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 cho đến 30 tháng 4 đấy, thì cái hướng mà ác liệt nhất thì vẫn là hướng của quân đoàn 3. Bởi chúng ta biết rằng là cái hướng mà chặn vào cái con đường của quân của sư đoàn 10 khi mà 30 đánh tan cái căn cứ Đồng Đục, bắt sống chuẩn tướng Lý Tòng Bá, đây rất nhiều các ông chí ở 30, thì sư đoàn 10 thọc sâu đánh vào sân bay Tân Nhất. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cuộc thọc sâu đó không đơn giản. Lúc đó là bộ tổng tham mưu Ngụy là vẫn còn điều 1-2 cái tiểu đoàn biệt kích dùng
ra để chặn chúng ta bắt đầu từ Ngã Ba Bạc Đằng cho đến Lai Chạy. Và trận chiến đấu cũng nói là rất quyết liệt với hai tiểu đoàn dụ quân, hai tiểu đoàn biệt kích dụ. Đấy là hai cái lực lượng mà ngoan cố nhất của quân đội Việt Nam. Cho nên chúng ta cũng phải chiến đấu rất ác liệt trên khu vực Ngã Tư Bảy Hiền, thế rồi Lăng Cha Cả, còn số 5 sân bay. Và chúng ta mới kết thúc được cái là cái hướng tiến công của chúng ta khi mà vào hai cái mục tiêu chủ yếu là sân bay gần nhất và đồn của Thân Bình. Còn các cái hướng khác thì nói chung là rất thuận lợi. Sau khi đập tan Xuân Lộc thì nó cái lực lượng của các cái cánh quân khác thì không có gì. Nhưng mà để nói là cái ý chí quyết chiến quyết thắng và cái lòng quả cảm của các chiến sĩ của quân đoàn chúng ta khi mà tiến vào Sài Gòn cũng là một cái giai đoạn viết lên một cái trang sử mới cho quân đoàn sau một thời gian rất là ngắn được thành lập. Và sau này ấy, là trong chiến tranh biên giới Tây Nam thì chúng ta biết rằng quân đoàn 3 là một cái quân đoàn ấy, là tiến công trên một cái hướng chủ yếu của mặt trận để mà làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia. Và quân đoàn 3 đã tổ chức một cái cuộc vượt sông, tiến công vượt sông bằng sức mạnh tại Công Lương Tràng. Và đây là cái cuộc vượt sông có thể nói là lớn nhất của quân đội ta từ trước đến nay. Trong tất cả các cuộc kháng chiến và chiến tranh thì đây là cuộc vượt sông lớn nhất. Thế và chúng ta đã vượt qua sông Công Tràng và bắt đầu tiến vào giải phóng các cái tỉnh xung quanh biển Hồ và Đông Bình. Và sau đó là sư đoàn 31 là cái sư đoàn kết thúc cái tiến vào hang ổ cuối cùng của bè lũ quân quốc ở Tà Xanh. Và sau này sư đoàn 31 được mang tên Tà Xanh và nó có lý do rồi. Ở đây cũng biết có các đồng chí nào 31 được không? Nhưng mà cái quân đoàn 3 để nói là những người mà đầu cho cuộc tiến công làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia và cũng là người cũng là quân đoàn kết thúc hang ổ cuối cùng của quân quốc ở biên giới Thái Lan và Campuchia, căn cứ Tà Xanh. Và đấy tôi mới nói là chúng ta gặp lại nhau đây là để ôn lại và để sống lại những năm tháng hào hùng, những năm tháng cùng đồng đội với nhau trên mặt trận Tây Nguyên, quân đoàn 3 và trên các chiến trường khác nhau, kể cả Nam ra Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế. Tôi rất hy vọng là với cái tinh thần nghĩa tình đồng đội và tình đoàn kết, chúng ta tiếp tục thực hiện tốt những cái tôn chỉ mục đích của Ban Liên lạc quân đoàn cũng như là Ban Liên lạc chi hội và tiếp tục phát huy những thành tích mà chúng ta đạt được trong năm qua để chúng ta cùng với phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương cùng với là các cựu chiến binh bản chiến đấu mặt trận Tây Nguyên và các mặt trận khác để chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình, địa phương phát triển và ấm no hạnh phúc. Thay mặt cho các đồng chí trong thường trực Ban Liên lạc quân đoàn, một lần nữa xin gửi đến tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin mời các đồng chí Ban thường trực Ban Liên lạc có một cái chút quà chúng tôi có nên mời các đồng chí. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời ông Huỳnh Văn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Đông thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các đoàn thể trong phường Bình Đông phát biểu và tặng quà hàng hoa. Xin kính mời. Kính thưa các đồng chí trong Ban Liên lạc,
Binh đoàn Tây Nguyên để hỗ trợ. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bác, các chú, các ông, các binh đoàn Tây Nguyên của miền Đông. Vừa rồi thì toàn thể chúng ta đã được nghe cái diễn văn lễ kỷ niệm của lực lượng binh đoàn Tây Nguyên do đồng chí Chi hội trưởng đã trình bày và phát biểu của đồng chí thay mặt cho ban binh đoàn Tây Nguyên. Thực ra là thay mặt cho anh em cán bộ địa phương bây giờ. Đó là hôm nay phải nói xin nói là chúng cháu rất là cảm ơn các thế hệ đi trước cùng các chú các bác, những người con của Minh Nông đã tham gia binh đoàn Tây Nguyên lại những cái trang sử hào hùng như thế này cho thế hệ sau sống trong hòa bình đầy tươi đẹp này. Thay mặt cho lãnh đạo địa phương xin trân trọng cảm ơn. Với các bác các chú hôm nay thì thay mặt cho đảng ủy hội đồng dân của ban dân có bó hoa thể hiện cái lòng biết ơn và thay cho lời muốn nói xin tặng cho các chú các bác trong ban liên lạc. Xin trân trọng kính mời đồng chí Chi hội trưởng lên một bó hoa để thể hiện cái tình cảm của địa phương với hội. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Bùi Minh Dậu, hội viên của chi hội, thay mặt cho các đồng chí hội viên phát biểu cảm tưởng. Xin kính mời đồng chí. Chiến tranh đã lùi xa, lắng sâu bao kỷ niệm của một thời đi xa, nơi người thân quê nhà. Ngày chúng tôi ra đi, tuổi đôi mươi rực cháy, theo tiếng nghe theo lời và con tổ quốc nơi chiến trường. Ngày chúng tôi ra đi, Mỹ ném bom làng xóm, cảnh quê hương điêu tàn theo chân vào chiến tuyến. Ngày chúng tôi ra đi, trong cẩm tư lưu luyến người thân lở lặn thỏ theo bước chân bình dị, đều có ngày trở lại những hứa hẹn mong chờ quê hương nơi du dấu nung nấu bao ước mơ. Ngày thống nhất trở về, ai ngờ xa mãi mãi, bạn ở lại chiến trường để lòng tôi khắc khoải. Chẳng có ngày gặp lại, dấu kín kỷ niệm xưa, bạn trở thành đất nước, thành gió lửa, vợt thơ. Tôi trở về quê nhà, trong lòng bao trống vắng, nhớ khoảng trời trầm lặng, sương gió nơi bạn nằm. Chưa có gì vào thăm, thắp nén hương trầm niệm, cho linh hồn hội ngộ về quê hương ngạn ngào, hòa vào cây, vào lá, vào sông nước quê hương, vào lời ru của mẹ, một thời ra chiến trường. Và bao hết, xin chào các bạn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trung tá Nguyễn Quang Trung có hai bài thơ đọc cho chúng mình. Xin kính mời. Xin chào các anh, những người đồng chí kỷ niệm những năm cùng nhau chiến đấu ở chiến trường. Chào các chị, những người vợ ở hậu phương trung hậu đảm đang cho chúng tôi đi đánh giặc. Gặp nhau hôm nay xem ai còn ai mất. Như thể một nhà chung mảnh đất quê hương. Tuổi đã xế chiều, nhưng các anh vẫn kiên cường. Các chị vẫn đảm đang cùng chồng chiến đấu, chiến thắng bệnh tật và những vết thương, chiến thắng tuổi già, tâm hồn vui phơi phới. Gặp nhau hôm nay vô cùng phấn khởi, phản phất nỗi buồn vắng bóng bạn năm xưa. Cái tuổi già sớm nắng chiều mưa vẫn sống tốt và làm nhiều việc tốt dành cho mình và cho thế hệ mai sau. Đẹp lắm các anh ơi, chẳng thiệt thòi đâu, trận chiến cuối đời ta cùng nhau chiến thắng.
Và bài thứ hai tôi viết về quê hương mình, Minh Nông, là nghề nông tỏa sáng. Tân Đức quê tôi bãi ven sông, giờ đây sắp nhập phường Minh Nông, ngược xuôi tiện lối đi thành phố, đê nối với đường thượng cong cong. Tịch tiền di tích xưa còn đó, thủy tổ hai làng làm nghề nông, tên làng đẹp mãi luôn sáng tỏ, thủy tập danh thơm giống tiên rồng. Lớp đất duệ tôn hãy chung lòng, đoàn kết chung tay góp sức công, xây dựng hai làng cùng phát triển, xứng với tên làng Hưởng Minh Nông. Thì hết. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể các đồng chí đồng đội và các quân nhân ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên quận Minh Đông, để kỷ niệm 46 năm thành lập binh đoàn Tây Nguyên và 46 năm ngày giải phóng miền Nam, chúng tôi đã nhận được những tình cảm, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thường trực của ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên tỉnh Phú Thọ, các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường Minh Đông và các đồng chí lãnh đạo của các khu dân cư, chi hội trưởng cựu chiến binh của khu dân cư của phường Minh Đông, các chi hội ban liên lạc bạn đã đến dự và chung vui cùng với toàn thể chi hội ban liên lạc binh đoàn Tây Nguyên phường Minh Đông đã có quà để chúc mừng. Thay mặt cho ban liên lạc chi hội phường Minh Đông, xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các khu dân cư, đặc biệt là khu dân cư của Hà Phong, đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ kể cả vật chất và tinh thần cho ngày kỷ niệm hôm nay. Xin cảm ơn đồng chí trong tổ văn nghệ đã biểu diễn chương trình và xin cảm ơn đồng chí Lê Huy Liệu, phóng viên báo Tây Nguyên. Xin chân thành cảm ơn các gia đình ông Huy, ông Bình, ông Thảo, ông Liên đã tài trợ cho buổi gặp mặt hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các đồng đội và các quân nhân đã đến đầy đủ để dự buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp.